Đây là bánh xèo bánh xèo miền Trung. Có bánh xèo mũi né. Cô ở cái khu con á, giờ con thấy anh em thôi, anh em ở nhà chơi nha, tôi đi mũi né là nó cười. Kỳ vậy ta. Là ở cái khu á đi mũi né là đi trốn nợ. Là đi trốn đi né nợ. Con ở Cần Giờ. Sài Gòn. Còn giờ không phải Cần Giờ khác à. Cần Giờ là Nhà Bè á. Dạ. Con là khô cái dứa nè. Rồi ở dưới cũng có biển nữa. Mà biển đang thù lùi à. Biển khô cái lắm. Rừng nước. Rồi chị tên bánh xèo là gì chị? Chị tên gì? Trinh không tên. Dạ. Rồi đây chị Ngọc Ngọc Trinh. Ngọc Trinh đúng luôn. Ngọc Trinh. Chị Ngọc Trinh là lúc chia tay tỷ phú Mỹ cái là đi bán bánh xèo luôn. Chia tay bà cái gì kiều á. Cái gì em? Ơ gì kiều à? Băng kiều. Vậy băng kiều ca sĩ mà. Tiền ca sĩ cũng được. Ngọc Trinh đâu quen Hoàng Kiều. Hoàng Kiều, Hoàng Kiều. À Hoàng Kiều. Đây. Đây là bánh xèo mình bỏ vô. Lấy tô ăn vài cái đi. Dạ. Ủa tô hãy về nhà tự lấy hay sao con? Mình tới ăn cái này là phải tự mang tô nha. Không ăn cái dĩa cái bánh bự lắm cô. Rồi cái cuốn vô xà lách cái rồi mới chấm vô. Bây giờ ăn cái này đi. Quá vui vẻ. Ủa cô đây là mình rồi sao cô? Múc nó bánh vô vô đắp bánh xèo bỏ vô ăn. Dạ. Rồi hôm nay mình ghé chỗ chị Ngọc Trinh. Từ lúc chia tay tỷ phú Hoàng Kiều là bán cái gì bánh xèo. Cậu người đó bánh xèo. Thiệt tình. Nói chung là cũng hồng nhan bạc phận hả chị? Này này, khổ quá. Dạ. Đây là khu khu phố 5. Khu phố 5 phường Phú Hài. Trời, nói chung bà con quá vui vẻ, cười tối ngày luôn. Rồi. Này ăn đây, con. Đây là nước nước mắm đậu phộng. Nước mắm đậu phộng. Mắm đậu phộng. Dạ. Để cô cầm con ha. Nước mắm đậu phộng. Ăn rồi sẽ biết. Quá ngon. Dạ. Dạ. Cái con có mấy cái clip cũng làm vui lắm. Thì cô có gì theo dõi cái kênh Facebook con. Facebook gì? Dạ. Để tí nữa con gửi cho cô nha. Con cũng đi khắp xứ rồi đó. Dạ.